và mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa không? Này này, đây, sắp này. Chú ruột nha cả nhà, em của chú Phú. Rồi, chào chú nha. Bữa nay thọ về rồi, chú có cảm xúc như thế nào không ạ? Thấy mừng. Dạ, rồi. Anh ngồi nằm ra. À, dạ. Đấy, toàn bộ anh em bà con hàng xóm đã đến đây cùng chung vui với lại gia đình khi thọ được về nhà. Chú nói chuyện đi, chú nói chuyện với thọ đi xem anh có nói được không nào. Chơi luôn. Đưa một bài chơi luôn. Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chỗ không? Này này, đây, sắp này. Siêu đẳng ghê à. Quá siêu đẳng luôn. Đây là hàng xóm sống từ nhỏ. Biết chưa? Đúng dần mà cào luôn nè. Hôm nay mà đánh bài thì ai ăn nổi ông á. Chú nó ngày tới nó chơi cái toàn bóc lột đâu mà. Bóc lột cháu rồi mà. Bếp khi nào mà thua đấy. Bếp năm mưa cùng rồi ấy. Chú một tay đấy. Thua đấy. Nếu mất tay. Mất tay. Lâm mê buồn lắm luôn. Năm sau là vui được thôi. Thế năm tới là vui được. Rồi vui năm nay được vui. Năm vừa rồi là mất đi tay thằng Đài. Chú rất vui tính mọi người đem bộ bài đến thọ xào như đúng rồi. Thọ cao thủ đánh bài. Xào bài đây hay á. Đúng, người ta nói có tật là có tài mà. Tay vậy xào bài rất giỏi, xào hơn người bình thường. Cứ có người đến hỏi thăm này kia, nói chuyện này là vui lại thôi. Gặp mình ở đây nha, gặp nhà gần đây.
đấy, hàng xóm đến rất là bức xúc về cái hành động của cái cô Hoa kia đó mọi người. Họ đang ngồi nói chuyện và họ đang rất là bức xúc. Xe đâu rồi? Đến đã đến chưa? Chưa gọi. Ai cũng nở một nụ cười, niềm vui tràn ngập trong căn nhà đó mọi người. Hạnh phúc đã tràn ngập. Bây giờ mới biết thì thôi, có người mấy người có người đang bạn dàn phối đông cứng á. Tối nay dự kiến là sẽ chặt nhà nữa nha cả nhà. Bây giờ là anh em không thể nán lại được, phải đi về mà cứ nán lại để quay cho mọi người. Không muốn về tại vì nhiều cái hình ảnh nó xúc động và nó có cái cảm giác. Cảm ơn ba đồng chí rất nhiều, bây giờ các đồng chí tận tâm coi như tận lực coi như đưa đưa coi như Thọ về nhà. Nào, cảm ơn cầm quay để hỏi Thọ tiếp, Thọ có trả lời không? Cầm quay quay lực tăng hỏi Thọ tiếp, Thọ trả lời. Đi xe 4 chỗ 7 chỗ. Đúng rồi. 7 chỗ cho nó. 7 chỗ em ơi. À, nhìn lực tăng này. Biết ai không? Biết ai không? Chưa đâu, chưa đâu. Biết được không? Chưa đâu. À, về giữ gìn sức khỏe nha. Chấp mắt là ở đây. Biết. Lực tàn xuống thăm nữa nha. Lực tàn xuống thăm họ nha. Bằng tuổi cháu á. Bằng tuổi cháu. Tấm lòng. Lực Tàng vừa nói chuyện với mẹ của anh Thọ á, là cái lúc mà đi ra là mẹ Thọ vô trong buồng á, thì mẹ Thọ cũng có hỏi là Thọ về có vui không, thì Thọ trả lời với mẹ là Thọ xin lỗi mẹ, xin lỗi ba lần luôn nha cả nhà. Lực Tàng không có quay khúc đó tại vì để cho Thọ được tự nhiên á cả nhà. Thì như vậy là Thọ đã xin lỗi mẹ và khóc tiếp nữa, hai mẹ con ôm nhau khóc ở trong buồng. Lực Tàng xem cái cảnh đó mà Lực Tàng xúc động quá mọi người. Tiếc là không quay được cho cả nhà, nhưng mà cả nhà cứ yên tâm, bây giờ tình cảm mẹ con là khăng khít và Thọ đã có lời xin lỗi với mẹ rồi nha cả nhà.
Đó là một tín hiệu rất là vui mừng, rất là vui. Cứ nói xin phép mãi mà cuối cùng cũng chưa đi được, cứ lưu luyến ở đây, cứ phải ngồi đây để trúc thực quay những thức phim lên cho cả nhà. Mắt thâm đen hết đây cả nhà này, râu dài hết đây rồi. Mọi người đồng hành là anh em rất là vui. Bây giờ phải quyết định về thôi, không ở đây nữa nha cả nhà.